Một siêu phẩm nhà nông thôn Ba Giang miền Tây. Giá chỉ có 666 triệu một công mà có đến 300 mét vuông thổ cư luôn nha anh chị. Đường đan 3 mét, ô tô 7 chỗ đến đất thế này luôn nha. Giả nhà đất Trần Ngô xin kính chào cô chú và anh chị nha. Lời tiên Bảo Thiện xin gửi lời chúc bình an và may mắn đến tất cả những ai xem được clip này của Bảo Thiện ạ. Hôm nay Bảo Thiện có mặt tại xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang. Xin giới thiệu cho anh chị một siêu phẩm nhà vườn là 9.010 m², đường đan ô tô đến chỗ và có view kênh sáng phía trước thế này. Đó, xà lan và ghe xuồng đi vi vu thoải mái luôn nha. Đặc biệt anh chị được hưởng luôn cái mé bờ kênh để mình có thể là tấn bờ kè hay là trồng cây trái phía trước cũng rất là mát mẻ luôn ha anh chị. Trước hết tuyến đường của mình là tuyến đường thông và anh chị thẳng hướng này mình sẽ ra với chợ Ngã Năm ha, chợ thuộc xã Mỹ Thành Nam của mình luôn. Chỉ có khoảng cách là 1.8 km thôi ạ. Anh chị về với quốc lộ 1A là 5 cây rưỡi ha. Về ngã tư Cai Lậy ngay quốc lộ 1A của mình luôn là 10 km, về thành phố Mỹ Tho là 35 cây và bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh là 85 km nha. Dạ rồi, căn nhà vườn của mình quá trời đẹp luôn anh chị ơi, đã bao bọc hàng rào xung quanh rồi. À, gia chủ làm chủ đạo theo màu phong thủy rất là đẹp luôn ha. Phía trước là hàng rào trắng và đen, bên trong thì màu chủ đạo là màu đỏ nè, màu xanh ngọc nè, và có những cây kiểng màu xanh lá cây rất là xinh luôn ha anh chị. Dạ rồi, tổng căn nhà và đất của mình là 9.010.9 m², thì trên đất chủ sẽ bao cho anh chị 300 m² thổ cư, đã đăng ký rồi, chuẩn bị lên thêm 300 m² thổ cư ha anh chị. Thì hàng rào của mình nè anh chị, bao dòng hết cái mặt tiền của mình, được bề ngang là 24m3, chiều sâu vào là 240m ha. Mình sẽ đá ra chữ L về phía bên phải và hậu của mình kết thúc là 51.85m. Thì anh chị cô chú quan tâm có thể kết nối Zalo bên dưới màn hình cho Bảo Thiện. Bảo Thiện sẽ gửi sổ cho mình tham khảo nha. Và đặc biệt bên hông của mình là có rạch thoát nước ngon lành luôn nè anh chị. Hãy anh chị xem. Và đặc biệt các anh chị ơi, chủ tặng hết tất cả kiểng ha. Những gì mà trên video Thiện đang quay là gần như chủ tặng hết cho anh chị luôn. Là mai vàng nè, kiểng nè, tùng nè, mít nè, sầu riêng là chủ tặng hết cho anh chị mình luôn ấy ạ. Đây anh chị xem, mình có những gốc mai mà chủ uốn éo rất là xinh luôn ha. Đấy. Đây, Thiện bước xuống anh chị coi nha. Chủ làm dạng đá mè anh chị. Bước vào không gian trong vườn của mình á, rất là kiểng ha, rất là thơ mộng luôn ạ. Đây là mấy cây kiểng trong khu vực nhà vườn của mình nè anh chị. Hàng rào phía trước hết ngon lành rồi. Bên hông này có nhà mồ của hàng xóm anh, tuy nhiên không nằm trên diện tích đất của mình. Anh chị ngại mình có thể xây tường rào lại ha. Còn vườn của mình thì quá đẹp rồi anh chị ơi, miễn phải bàn luôn. Chủ là bên cạnh trồng hoa 10 giờ ra thì mình có chen vào kiểng là rất là xinh luôn nha. Đấy, anh chị xem. Nhà của mình là kết cấu ba gian theo kiểu xưa ha. Kết cấu ba gian này rất là mát luôn. Và ngôi nhà của mình thì cảm giác rất là hoài niệm luôn ha anh chị. Nhà của mình kết cấu thì với một cái gian phòng khách chính. Mình có hai phòng ngủ ha. Màu chủ đạo là màu trắng và màu xanh ngọc nè anh chị. À, bên hông thì vẫn còn không gian để mình ngồi ăn cơm giống như gia chủ của mình luôn. Đây, cái màu sắc rất là quen thuộc luôn ha anh chị. Rất là đẹp luôn. Phía dưới thì chủ đã ốp gạch cực kỳ sáng luôn ha. Hai bên đều có cửa sổ hết. À, không gian trong nhà rất là thoáng luôn. Và không gian ở giữa là không gian thờ cúng của mình này. Gạch của mình đó là gạch mái ngói, là nhà mình bước vào cực kỳ mát luôn ha anh chị. Mình có hai phòng ngủ. Đây. Đây là không gian để anh chị cô chú mình tiếp tục có thể tạo thêm một cái phòng ngủ nữa cho người thân lớn tuổi trong nhà mình nha. Dạ, rất là rộng rãi và thoáng mát luôn ạ. Và khu vực phía sau này là khu vực bếp của mình nè anh chị. Mình có hai phòng vệ sinh riêng biệt chuẩn theo kiểu miền Tây luôn nha. Đó, kết cấu ba gian ngày xưa anh chị nào có thấy hoài niệm không ạ? Quá đẹp anh chị ơi, và phía sau của mình đó là một vườn sầu riêng nha. Một vườn sầu riêng vô cùng đẹp luôn. À, hiện tại gia chủ của mình đang trồng được 180 gốc sầu riêng mỏng thon được 3 tháng tuổi ha anh chị. Bên cạnh đó là chủ trồng thêm 400 gốc mít nữa. Mít của mình cũng choi à. Cũng tầm khoảng 2-3 tháng anh chị ạ. 400 gốc mít và chủ có trồng thêm đu đủ nữa nè anh chị. Đu đủ, và chủ nói với Thiện là trồng thêm 400 gốc tùng luôn ha. Rất là ngon lành luôn anh chị ơi. Quá trời rồi.
Quá xuất sắc luôn ha. Đây, mình được 1, 2, 3, 3 hàng sầu riêng ha. Mình dài xuống dưới kia, qua cái hàng mít luôn. Mình sẽ đá ra chữ L nở hậu ở phía bên phải nha anh chị. Hậu mình kết thúc là 51.85m, trên đất có 300m² thổ cư. Hiện tại phía trước của mình á, mình có 1.255m², là vừa nhà vừa đất, là đất trồng cây lâu năm, chủ bao cho mình 300m² thổ cư. Còn cái phần diện tích phía sau này á, là còn lại tầm khoảng là hơn 7 công rưỡi ha, là đất lúa nha cô chú anh chị. Tuy nhiên thì người thành phố của mình, một cái tin khá là vui luôn, mình sẽ được đứng tên đất lúa bình thường. Thiện cũng vừa bán đất lúa cho người thành phố mình luôn. Anh chị cô chú ơi, luật mới đã được áp dụng rồi và anh chị có thể đứng tên đất lúa được. Anh chị cứ yên tâm mua cái mảnh này về nha, vì mảnh này Thiện thấy là rất là đẹp luôn. Thứ nhất là vừa có quê lợi là sầu riêng nè, vừa có kiển nè, vừa có hệ thống tưới tiêu chủ đã trang bị cho mình rất là chỉnh chu. Bên hông là có đường nước, ranh móc cũng đã sẵn có sẵn cho mình thế này luôn rồi nha. Ấy, Thiện nhắc lại nha anh chị, mình được 180 gốc sầu riêng mỏng thân được 3 tháng tuổi, 400 gốc mít, 400 gốc tùng. Và chủ xin được bán hết, để lại hết toàn bộ cho anh chị cô chú mình luôn. Và chủ bán với giá chỉ có là 6 tỷ thôi. À, chủ nói thiệt là bớt lọc cho mình thêm là 5 tỷ 990 triệu bao hết toàn bộ giấy tờ thuế phí cho cô chú và anh chị mình luôn nhé. Anh chị thiện chí hãy liên hệ liền số điện thoại bên dưới màn hình cho Bảo Thiện hoặc anh Khang Trần để Bảo Thiện về hỗ trợ mình xem nha, xem vườn, thương lượng, chốt cọc, ra công chứng chính chủ liền luôn cô chú và anh chị mình ha. Bảo Thiện xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ cô chú và anh chị theo dõi tới cuối cùng clip của Thiện ạ. Đừng quên đăng ký kênh, ấn cái chuông ở phía bên phải. Chúng ta lại gặp nhau bất động sản giá thành rẻ, đẹp, ngộp tiếp theo trên kênh Nhà Đất Trần Ngô miễn phí hàng ngày nha. Bảo Thiện xin chào, hẹn gặp lại ạ.